Xin chào tất cả các bác, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thám Mỹ Linh. Hôm nay thì Mỹ Linh lại tiếp tục có mặt tại đỉnh Hấu Chua để tiếp tục ghi hình lại cho tất cả các bác anh chị trên kênh của Thám Mỹ Linh được theo dõi và biết đến cái tình hình làm đường ở chỗ đỉnh Hấu Chua, anh em bảy anh em, đặc biệt là chỗ bảy anh em siêu nhân bây giờ làm đường như thế nào rồi. Xin chào bác So, chào buổi sáng nhá. Thế là buổi sáng nay là mình làm gì bác So? Bột đá không đủ là bây giờ anh em là tập trung ra để đập đá, là chuẩn bị nghiền bột đá gì? Đúng rồi. Cái này có cái điền này có. Mà chuyển xa quá. Ý là ngay đoạn cua này thì có nhưng mà chuyển hơi xa đúng không? Xa quá là có mấy xe máy có hỏng hết, là con xe máy hỏng rồi. Xe máy hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi, còn mấy con không mấy con là đủ mà đủ chuyển xi chuyển chiều sáng nó chuyển chiều được tú là con mấy con. Có mà ba cua này, ba cua bủ này không đủ. Chứ mà đầu đá, chuẩn bị đầu đá là chỉ đá ra có nhà đá hăng ít hơn rồi. Mề lít sao đấy đủ rồi. Giờ xay rồi mề lít dầu đi. Ý là 10 lít dầu là đủ cái gì? Mề lít dầu đủ rồi. Có một bác bảo là cả hôm nay đầu đá có mai bắt đầu nghiền. Mai đang nghiền. Mai không đủ rồi, mai ngày kia nó nghiền nhà đá. Người đá là có ít là nhanh hơn, đủ nhanh hơn. Là 35 bao đấy. Đúng rồi, có bây giờ còn 35 bao xi nữa thôi đúng không? Đúng rồi, có 35 bao. Là trong là... buổi sáng ngày hôm nay thì bảy anh em siêu nhân là tiếp tục đập đá. Hôm nay bác chơi đi làm chưa? Con làm hết mà, bảy người đi làm. Hôm nay đủ 7 người ấy gì? Đủ 7 người đi làm hết. Thôi bây giờ bác cầm đồ ấy, hôm nay cháu mua vào. Có cả găng tay nhá, găng tay để mọi người làm đỡ phải bị xi ăn nhá. Đấy, đây còn trứng với cả mua thịt nữa. Thức ăn vào cho mọi người. Đấy, các cô bác và Mạnh Thường Quân rất là quan tâm đến mấy anh em siêu nhân. Lúc nào cũng gửi tiền để cho mấy anh em mua thức ăn. Cả trứng nữa. Cho anh em ăn trứng, rán trứng ăn ấy. Biết chưa? Biết rồi. Rồi đi. Hôm qua là đổ đến đoạn cua đúng không? Đủ rồi, hôm qua tối đủ đĩa cua này. Hôm qua là đổ đến đoạn cua nhá các bác. Đấy, đường nó phải đổ cái này nó mới đẹp chứ đúng không? Đúng rồi. Chất lượng. Đủ. Tại vì là rất khó, tại vì là đợt này chúng ta rất là may mắn khi được các cô bác quan tâm và ủng hộ thì mình làm đường ấy. Cố gắng phải làm thật đẹp. Đấy, tại vì chỉ được một lần duy nhất thôi đúng không? Đúng rồi. Không có lần sau nữa đâu. Thế nên là chúng ta đổ đường làm gì nó phải đảm bảo để mình đi lâu dài. Đi thoải mái luôn. Bác So bảo là năng đường này 20-30 năm nữa không hỏng, chắc lúc đấy các con là đủ tuổi đi thi bằng xe là có thể lái xe rồi. Mơ mấy anh em đập đá trên này à? Anh đi bác Sò lên à, trên đỉnh Hấu Chua. Những thước phim trước thì các bác cũng được theo dõi và biết đến cái tình hình mấy anh em làm đường. Ui, xe của ai? Xe của anh Sà. Xe chỉnh đá cái này là chở lê là cái có qua được không? Giống như là cái rửa là giá là khó quá. Mình để xe hơi vướng một chút. Năm tháng rồi. Thế bây giờ hôm nào bác Sò xem sổ là mình làm được bao nhiêu xa rồi chưa? Mai bắt đầu về xem sổ á? Vâng, hôm trước vừa bảo xem sổ đây. Để cháu xưa đó xem rồi. Để đó là không phải cái trò là không đi học không biết cái gì mà. Không biết cái gì.
mấy anh em siêu nhân đang ngồi nghỉ trên kia. Lấy dông mắc mang vào cất ở trong lán nhá. Găng tay thì ngày mai kia anh em bắt đầu là đổ đường thì thôi đeo găng tay đấy cho nó đỡ bị xi ăn vào tay ấy. Đây các anh em siêu nhân này. Chào bác chơi nhá, hôm nay đi làm rồi à? À, tỉnh rượu chưa? Hả? À, không uống nữa. Sợ à? Hả? Thôi chào mấy anh em nhá. Hôm nay đập đá thôi gì? Hôm nay mấy anh em đập đá rồi các bác. Thế là hết bột đá rồi, hôm nay tí nữa mình vận chuyển cả cái máy nhận bột đá lên à? Mai kia mới chuyển á. Đây. Ôi trời. Thế buổi sáng nay mình mới đập được thế này thôi. À. Sáng nay mới đập được như thế này. Thế là phải đi nhặt đá tận đâu? Đập từ bên cái tảng lán kìa. À. Bên này không có đá đúng không? Không có đá các bác. Hết bột đá cũng vất nhỉ. Bên kia thì nhiều gì, bên góc cua kia đúng không? Tại vì mọi người bảo là cái vận chuyển nó mất thời gian quá các bác. Thế mọi người bảo là bây giờ tập trung vào là nghỉ một ngày, xong rồi đi nhiệt bột đá nó nhanh hơn. Sáng nay anh em ăn sáng chưa? À ăn. Để ăn đảm bảo vì có sức khỏe làm được. Chắc là 7 anh em siêu nhân là sẽ nghỉ trong vòng 3 ngày không đổ đường nữa các bác. Sẽ là tập trung hết lực lượng là đập đá với cả nghiền bột đá. Thì chắc phải sang tuần thì bắt đầu là tiếp tục đổ đường. Hiện giờ thì mấy anh em đang là tập kết đá để sang phía bên chỗ anh xà đang đập ở phía bên kia. Sau đó thì ngày mai thì bắt đầu sẽ là chuyển máy lên. Cái này chắc phải tập trung đập để cho nó đủ từ cái đoạn dưới này lên ấy nhờ anh Xính nhờ. Vâng. Để cho nó đủ ấy. Đập nghìa cho đủ ấy, đủ dưới lên trước đến trên này. Đúng rồi. Mình đập xong rồi mình nghìa xong, nghìa lại, bù đá xong rồi mới bắt đầu đổ. Nói chung là cho mấy anh em đập đá với cả nhiệt bột đá nghỉ ngơi một chút. Tại vì đổ đường nó mất nhiều sức hơn. Ui đâu ấy. Đầu tiên là có một cái đá chênh lên. Mấy anh em thì bảo bột đá phía bên kia nhiều, nhưng mà do là vận chuyển nhiều thì xe nó sẽ bị hỏng nên mấy anh em sẽ quyết định là nhiệt bột đá. Chắc chở nhiều quá đúng không? Thôi coi như là mấy ngày nay là anh em nghiền bột đá để nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe chút. Đập này thì nó đỡ mệt hơn. Đấy, thời tiết nó mà cứ mát mẻ như thế này thì anh em làm việc nó đỡ mệt hơn.
Những mấy cái tảng to này không đập ra được đúng không? Đập được thì vẫn đập được cái gì? Vậy là thôi anh em để đấy thôi đúng không? À, còn một số lực lượng thì đang ở phía bên chỗ gần lán, mấy anh em đập đá đến phía đó. Rất là khâm phục chỗ tinh thần của 7 anh em siêu nhân đây. Các bác từ những thước phim đầu các bác xem thì các bác cũng biết về chỗ cung đường mà 7 anh em siêu nhân đang làm đây. Đâu bảo vợ anh Pó về đây nào, bảo vợ anh Pó về đây trao luôn cái tiền của cô Tâm luôn đi cho nó xong đi. Mỹ Linh là cũng muốn là đi vào nhà để trao nhưng mà thôi, đằng nào cũng nhìn thấy vợ anh vừa ở đây thì trao tiền luôn. Anh Bó bảo vợ về đây trao cái phần tiền của cô Hiền ở Úc ấy. Hôm trước thì Mỹ Linh vào thì hôm đấy là cũng trao quà cho mấy anh em, thì là vợ của anh Bó thì lại không ở đây đúng không? Vợ là vừa đi đâu về đấy? À, đi làm việc về à? Ui cẩn thận nhá, trẻ con nhá. Đâu hai vợ chồng ra đây. Mỹ Linh trao tiền luôn. Đấy, xuân ở đây. Anh Bó làm đi kìa mà. Đây nhá, Mỹ Linh sẽ gửi lại cái số tiền 1 triệu nhá, của cô Hiền ở Úc nhá. Có gửi cho vợ của anh Bó đây nhá. Xem là vợ xem là dùng cái số tiền này là do gia đình tự quyết nhá. Đấy, còn đây là Mỹ Linh sẽ là trực tiếp là thay cô Hiền là gửi cái số tiền này cho vợ của anh Bó. Đây là tù phao anh bè Hiền nhá. Nhớ Úc này mua tàu phút này ít trọ chiên nhá. Đấy thì anh Bó có thay mặt vợ gửi lời cảm ơn đến cô Hiền không? Cháu cỡ cô rất là nhiều. Chúc cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe. Ngại quá, không biết là nằm lớp phó này thì không được rồi. Thôi được rồi, xong bà bảo là hai mẹ con đi về đi nhá. Ở đây nguy hiểm lắm, đập đá ấy. Đấy, đi về nhá. Ô, cầm tiền đi, đừng đưa cho nó cầm tí giờ đấy. Đấy, kênh của Mỹ Linh với cả kênh Chú Tất Thắng thì các bác cũng biết là tiền từ các cô bác mạnh thường quân là Mỹ Linh cũng là đệ của chú Thắng thì cũng học hỏi từ chú Thắng rất là nhiều, làm từ thiện từ tâm, tiền thì lúc nào cũng rất là chính xác, đưa cho thay mặt các cô bác mạnh thường quân sẽ trao đến tận tay của những người dân đang có khó khăn đây, đặc biệt là những cái món quà của các cô bác đã gửi đến cho mọi người thì Mỹ Linh sẽ thay mặt mọi người là gửi đến tận tay, chính xác là 100%, không có diễn gì hết hay là như thế nào. Thế nên là nhiều khi là Mỹ Linh cũng rất là mong là các bác xem những thước phim, video thì các bác hãy xem chọn lọc. Nhiều lúc các bác có thể bị gửi những cái số tiền đó không đúng vào cho những cái hoàn cảnh nào đó, những cái hoàn cảnh đó không được lấy những cái tiền đó thì rất mong là các bác xem nó phải đúng chính xác mới tin tưởng. Thế Mỹ Linh rất là mong muốn là các bác hãy đồng hành và luôn tin tưởng cho kênh Mỹ Linh.
vì sao là Mỹ Linh không thích quay những thước phim nó thật sự là chỉnh chu giống như ở những thước phim du lịch. Những cái thước phim đó thì Mỹ Linh cũng quay và làm rất là tốt, nhưng mà do đây là những cái kênh của Mỹ Linh là đang làm từ thiện, nên là Mỹ Linh muốn quay những góc phim là chân thực nhất để cho các bác biết về những cái hoàn cảnh nó như thế nào. Chứ nhiều khi là diễn thì nó rất là hay thật, nhưng mà nó lại không có những góc độ là chân thật. Đây là cái món quà cô Hiền. Thế là vợ anh Pó có tiền này xem bảo vợ xem là mua cái gì thì mua cho gia đình nhá. Hôm trước thì cô Hiền thì cũng có gửi là 13 triệu thì đã Mỹ Linh đã trao lại. Cô có ủng hộ là mua 8 triệu mua si. Còn 1 triệu thì trao lại cho vợ của anh Pó. Cái này mọi người, cái kính hôm nọ chú Thắng mua đâu rồi? Đeo cái kính vào không tí nó đập bay vào mắt đấy. Nguy hiểm lắm. Hả? Kính lại để ở nhà rồi. Ui ôi. Đập đá này là nguy hiểm lắm. Ô, anh Pó quay ở đây chụp một bức ảnh nào. Đấy. Đấy. Anh Pó đứng bên này, đấy. Để Mỹ Linh chụp một bức ảnh không neo đấy. Các bác đang làm đường. À đập đá. Rồi. À, anh Pó ở đây là phụ giúp là chỗ anh vừa là nhấc bột à, lấy bột đá à, lấy đá lên chỗ xe để vận chuyển sang phía bên kia đúng không? Đập này rất là nguy hiểm các bác, tại vì những cái viên đá nhỏ chẳng may nó bay vào mặt. Bảo bác Xính cẩn thận nhá. Chứ gì nhá bác Xính nhá. Tại vì hôm trước mua kính rồi mọi người lại để ở nhà. Quay xe này phải có kỹ năng mới quay được ấy. Chứ mình quay là cũng chỉ quay không quay được. Cho Mỹ Linh quay chứ Mỹ Linh cũng không biết quay được. Thật vào tay nhá. Đá này là mình đập từ chân này xuống à bác sò. À. À. Trong cả ngày hôm nay thì mấy anh em sẽ là chỉ nguyên là đập đá vận chuyển. Và ngày mai thì bắt đầu là vận chuyển máy nhiệt bột đá lên. Không đeo găng tay à? Găng tay đâu hết rồi? Không sợ sức tay à anh Pó? Là cái kê à? Hả? Là cái
lăng quen rồi. Ui, cẩn thận nhá. Mọi người làm việc chú ý nhất là, đặc biệt là chú ý an toàn nhất. May thời tiết này không nắng đến đây nhỉ, mát mẻ. Như mấy hôm trước là nắng đến đây đấy nhỉ. Khoảng 10 giờ hơn thì nó mới nắng đến. Nhưng mà bây giờ là vừa nắng vừa thấy mát, trời gió thổi. Thật nhá. Chắc là hết pin rồi, chạy về luôn. Trẻ con. Mấy anh em đây là phải cho các con đi học nhá. Đừng cho nó ở nhà. Cho nó đi học thì sau này nó mới thay đổi được. Anh vừa con lớn là bao tuổi rồi? 13 rồi. 13 rồi. Anh xa 12 à? 12 lớp 6 rồi, 13 lớp 7 rồi. Mấy nữa là sẽ là nghiền bột đá đây, sẽ đặt máy đây mà nghiền nhé các bác. Biết bác chơi làm món gì đây? Nó làm gì đấy bác chơi? Cắt búa đây. À. Đang sửa lại cán. Cẩn thận nhá, chặt nguy hiểm. Thế là nhà bác chơi là xong việc hết rồi đúng không? Hôm nọ là đám ma thủ tục ma chay là xong hết rồi đúng không? À, xong hết rồi. À, làm cho nó dài, cầm nó dễ đúng không? Cái cũ bị hỏng rồi đúng không? Nó to. Tại vì là 7 anh em siêu nhân thì cũng ngày nào cũng đi làm đường đây. Thế nên là Mỹ Linh cũng không thể quay được những thước phim về gia đình của 7 anh em được. Chỉ là hôm nào 7 anh em là nghỉ làm đường đây thì Mỹ Linh sẽ vào trực tiếp từng nhà. Và Mỹ Linh sẽ vào chơi trực tiếp từng nhà của 7 anh em siêu nhân để cho tất cả các bác hiểu rõ hơn về chỗ cái hoàn cảnh, cái cuộc sống của 7 anh em như thế nào. Đấy, trẻ con bây giờ bắt đầu là đi cắt cỏ bò phụ giúp bố mẹ đấy. Được đúng không? Thì có phải đóng đinh vào. Đó là quá đá. Đá bóng xuống đi chứ nào. Chỉ ta có lo này thế đi à. Chúng ta phải.
Thủy Tiên đấy rất là đẹp các bác, nhìn như tiên cảnh. Thực sự là mọi người lên đây ở thì cũng rất là vất vả, nhưng mà được cái là thiên nhiên ban tặng cho những cảnh đẹp. Cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng mà khổ quá các bác. Núi đá không làm ăn được gì. Đập không vỡ à? Đập đá không vỡ đúng không? Mọi người sửa lại hết cái cán, vì bây giờ nó hỏng hết rồi. Sao không lấy găng tay đeo vào anh Sinh? Không có rồi. Hả? Không có găng tay rồi. Không có rồi hả? Thế mấy cái chưa mua đâu? Hết rồi à? Hết rồi. Ôi ôi, thế tí chưa em mua vào cho. À, dành hết rồi. Hôm nay thì làm gần lán gì à, nấu cơm ăn cơm tại lán rất nhanh hơn. Anh em làm cẩn thận nhá, đá rơi xuống nguy hiểm lắm đấy. Đấy các bác xem rất là dốc luôn. Cái sò kiếm cái áo đâu đẹp thế? Hả? Đi ra chứ. Mua về à? Hả? Phải cháu đi học có hai để ra cái để cô gửi đây để cho đấy. À cho à? Để con gái để. Con gái mang về cho à? À. Thế tốt rồi.
đấy là mấy anh em là đi đập đá từ phía trên xuống các bác. Mấy tảng to bên kia không cho xuống rồi bác rồi. Mấy tảng to bên kia cho lon là chỉ cho lon. Thứ nhá, người đi qua nhá, bác sói nhá. Đổ nhau ấy, đổ nhau đúng không?
Ui, cẩn thận nhá. Trúng chân rồi à? Cẩn thận nhá. Trời ơi, may đập về đá bay vào chảy máu rồi. Lò bò lò hai mé à? Đang đập đá rất là hăng say các bác. Chắc phải đập tách nhau xa xa tí, gần nhau quá nguy hiểm. Bác trơn này phải mặc quần dài tí chứ, đập nó mới đỡ nguy hiểm hơn. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì Mỹ Linh cũng mua thức ăn và mua cả trứng vào cho mấy anh em là đổi món một chút. Thì cũng mua ở đây rồi. Bác sợ nghỉ uống nước à? Ờ, đấy, uống nước đi. Nghỉ ngơi tí, mệt thì nghỉ. Bác sĩ nhớ đập quả đó to nhất kìa. Nguy hiểm quá. Đập không rơi xuống được. Đấy, từ cái đoạn lá này đi xuống đến cái đoạn cua ở phía dưới này thì đang thiếu bột đá, thế nên là
mấy ngày hôm nay mấy anh em tập trung để đập đá để nghiền bột đá. Còn ở phía đoạn cua bên kia thì bột đá đang có đủ rồi. Một lúc nữa mình Linh sẽ đi sang bên kia để cho các bác xem cái điểm bên đó. Không rơi à bác sĩ? Chỉ bong lò lò. Đây rồi, nó bị mắc rồi. Nước thì cũng thoải mái mùa này. Nước rất mát chảy từ trên đầu nguồn xuống. Em Linh sẽ đi sang phía bên này cho các bác xem. Phía bên này thì các bác đã mở đường, nó nhìn nó rộng hơn. Tại vì bên này có những tảng đá to, mọi người đã khoan hết rồi. Đây các bác xem một bãi bột đá đây. Thấy một bãi rất to đây. Xong ở trên kia có một bãi nữa. Thế là đoạn này nó đã đủ dùng rồi. Chẳng là bây giờ phía bên kia nó đang thiếu nên mọi người sẽ cho thêm về. Mọi người sẽ nghiền ở bên đó để cho thêm cái tuyến đoạn dốc dốc mà khúc cua tay á mà các bác đang nhìn thấy ở phía màn ảnh của Mỹ Linh đang quay cho các bác xem. Đây, từ đây các bác có thể nhìn thấy cái tuyến đường mà bảy anh em siêu nhân đã đổ đây từ cái đoạn này. Đấy, cho đi sang đến bên kia và vòng đến cái đoạn cua hôm qua là đã đổ đến đây này. Bây giờ là còn làm nốt những cái đoạn cua này thôi là bắt đầu là hết cua, là lúc đấy mấy anh em sẽ đổ dần này cứ đi thẳng lên phía trên đỉnh thôi. À, trên đỉnh kia có một đoạn cũng cua rất là gấp, nhưng mà đoạn đấy là nó sẽ ngắn và dễ làm hơn. Cái thước phim Mỹ Linh trong buổi sáng ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Các bác thấy hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Mỹ Linh. Mỗi một lượt xem, một lượt đăng ký của quý cô bác là một cái động lực to lớn để Mỹ Linh tiếp tục cái công tác thiện nguyện ở trên này. Rất là mong các bác thứ lỗi cho những thước phim mà Mỹ Linh quay không hay hay là có những gì không phải. Thì cũng mong là tất cả cô bác hãy bỏ qua và đóng góp ý kiến ở dưới phần bình luận để Mỹ Linh có thể đọc và tiếp thu những kinh nghiệm. Những cái bình luận mà các bác mà bình luận ấy thì Mỹ Linh thả tim là những cái bình luận là điều là Mỹ Linh đã đọc qua và điều sẽ rút kinh nghiệm từ những cái lời nhận xét từ các bác. Mỹ Linh rất là cảm ơn các bác trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành và quan tâm đến kênh của Mỹ Linh và đặc biệt là chỗ 7 anh em siêu nhân đây. Rất là cảm ơn quý cô bác rất nhiều. Chúc các bác và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và thành công công việc. Video đến đây kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các bác nhé.